Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Tam Trúc Hà Nam, 8 thông điệp Đại lễ Vê Sắc 2019 đã được gần 22.000 đại biểu, Phật tử đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại Đại lễ Vê Sắc 2019, thống nhất thông qua trong tuyên bố Hà Nam. Đó là những cam kết chung cùng thực hiện đầy đủ các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, hồi đáp của Phật giáo về trách nhiệm cùng chia sẻ, cách tiếp cận Phật giáo về xã hội bền vững, lãnh đạo có chính niệm vì hòa bình bền vững, cách tiếp cận Phật giáo đối với giáo dục toàn cầu về đạo đức, về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững, Phật giáo và cuộc cách mạng 4.0. Phát biểu trong tuyên bố Hà Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng Thư ký Vê Sắc Liên Hợp Quốc 2019 cũng khẳng định, ngày đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc được tất cả truyền thống Phật giáo đồng ý tổ chức như lễ tam hợp thiêng liêng. Đại lễ góp phần nâng cao sự hiểu biết và hợp tác sẻ chia lẫn nhau giữa các tổ chức Phật giáo trên thế giới nhằm giải quyết những quan tâm chung mang tính toàn cầu, công bố thông điệp về hòa bình, xã hội bền vững và các vấn đề liên quan khác dựa trên lời dạy của Đức Phật về từ bi và trí tuệ. Chủ tịch Thượng viện Bhutan đã khẳng định giáo lý